Sau một tuần nhà Đạt xin chào tất cả quý anh em nhá. Hôm nay thì Đạt giới thiệu cho anh em một cái combo. Tại vì sao? Tại vì đầu năm giờ thì rất nhiều anh em hỏi Đạt về combo, sao không sell off đi, sao không lên combo cho anh em. Anh em muốn mua hàng combo thì ok, anh em muốn thì Đạt chiều anh em luôn à. Hôm nay lên một combo gọi là huyền thoại luôn. Ai không mua cái combo này thì thực sự là phí cả thanh xuân anh em ơi. Chơi xe mà không mua combo này về gắn xe nhà thì thực sự là rất thối tiếc. Bộ combo này gồm có 3 sản phẩm thì có 6 món, có 5 món ha. Đây, có 5 món cho anh em nha. 5 món mà anh em biết đâu. 5 món này thì nó là hàng Thái hết nha, nó cũng không phải là rẻ đâu. Hàng Thái hết. Giá thì cũng cao đó anh em. Giá cũng cao đó, không có rẻ nha. Rồi, đầu tiên mình giới thiệu cho anh em cái về chắn bùn nè. Về chắn bùn là đang bán là 100, về chắn bùn của Thái, made in Thái Lan. Anh em coi kỹ cho Đạt nha. Mình sẽ quay từ từ cho anh em để anh em coi. Thì cái về chắn bùn này là nó gắn ở phía sau đó anh em, ngay chỗ cái đèn hậu xuống dưới cái đuôi là nó có cái về chắn bùn này để bùn nó đỡ bắn lên cái người lái xe đó anh em, bắn lên lưng á ha. Rồi, tiếp theo đây là một cái cặp cao su của cái để chân trước. Anh em mà để chân trước thì nó phải để lên chân lên cái cặp cao su này nha. Đó, thì cái này thì nhiều xe hư lắm, gần như xe nào cũng bị mòn, cũng bị hư hết anh em ơi. Ngã xe nó còn bị rát, nó lủng luôn. Rồi, và cuối cùng là một cái cặp bao tay ha, hay gọi là cái phần tay lái anh em. Đó, cao su tay lái ha, gọi là bao tay. Thì cái này thì cũng nhiều anh em hư, tại vì anh em hay bị cái tình trạng là chúng ta chạy xe xong rồi vặn nhiều anh em thì nó mòn hết, và lại nó bị chai cứng ngắc à, chạy rất là đau tay, nó rung đau tay lắm. Đó, thì bây giờ mình báo giá cho anh em ha. Cái về chắn bùn này đang bán là 100.000. Cái cặp bao tay cao su cá chân này đang bán là 100.000. Và cái cặp bao tay này đã bán là 150.000. Anh em lưu ý giúp mình là cái bao tay này nó sẽ không có cái ống ga ở phía trong nha. Đó, anh em về cái ống ga cũ anh giữ lại, em chỉ cần rút cái cao su ra thôi, tại ống ga nó không có hư đâu. Ok, thì tổng 3 sản phẩm này đó là 350.000, 350.000 nha anh em nha. Thì bây giờ mình sell off cho anh em chỉ còn lại 150.000 thôi. Ok dạ, 3 món sell off chỉ còn lại 150.000 thôi, giảm hơn 50% cho anh em luôn. Đó, nếu mà 300 giảm 50% là còn 150.000 đúng không? Còn này 350.000 giảm 60-65% luôn. 350.000 còn có 150.000 thôi. Thì đây mình sẽ khu ra cho anh em coi. Đó, này là hàng sẵn ở tiệm nha anh em nha. Anh em có thể tới trực tiếp mua cũng được, hoặc là anh em mua online cũng đều được hết nha. Cái này ship code tận nhà cho anh em luôn. Đó, thì giá 150.000 là chưa có tiền ship nha anh em nha. Tiền ship nó đâu đó khoảng 20-25-30 nữa ha. Đây, vào tay nha anh em nha. Cái này là mình quay trực tiếp cho anh em, không cắt ghép nha anh em nha. Đó, nên là anh em cứ yên tâm, anh em coi là như thế nào là nhận hàng như y như vậy nha. Đó, nên là anh em không phải lo bị lừa hay là mua không đúng hàng. Với lại anh em mua hàng với Đạt thì anh em biết rồi, mình là người thật việc thật, hàng hóa lúc nào cũng có sẵn ở cửa hàng hết nha, nên là không phải lo. Đây, cao su gác trần nha anh em nha. Đó, quay kỹ luôn cho anh em coi để anh em yên tâm, không phải lo về cái vấn đề chất lượng nhá. Đây, em ha. Đó, đấy anh em thấy chưa, cái bộ combo như thế này của nó hết luôn mà có 150.000 thôi, phải gọi là quá rẻ. 1, 2, 3, 4, 5 món mà có 150.000 à, tính ra 5, 3, 15 anh em, 30.000 một món rồi, quá rẻ rồi. Cái này thì không thể nào mà rẻ hơn được, tất cả đều là hàng made in Thái Lan hết nha anh em nha, zin của Honda Thái Lan hết, cho nên anh em cứ yên tâm. Đây, về chắn bùn là có đát ở sau cho anh em luôn này. Đó, em cứ yên tâm nha. Đó, có đát cho anh em luôn. Cao su thì đây, cao su các chân ở phía dưới nó sẽ có chữ made in Thái Lan luôn. Ok chưa? Đó, cao su này rất là bóng, rất là mềm nha. Em sờ vô rất là sướng ha. Em phía dưới nó có chữ made in Thái Lan này. Anh em thấy chưa? Nên là anh em không phải lo đâu, phải lo về chất lượng của nó đâu ha. Đó, thì với cái mức giá chỉ có là 150.000 cho cái bộ combo 3 món này thì phải gọi là quá rẻ rồi. Cho nên là những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em tranh thủ giúp cho Đạt luôn. Vì số lượng mình sell chỉ từ ngày hôm nay tới ngày mai là hết nha. Cho nên là anh em tranh thủ giúp cho Đạt. Đó, thì anh em lưu ý 350.000 còn 150.000 duy nhất trong cái video này nha anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã theo dõi ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt cái này là combo sell off bên mình, cho nên là thời hạn nó chỉ nó có thời hạn nó ngắn thôi, chứ không có sell dài lâu cho anh em được. Thứ hai là số lượng nó cũng ít,
cho nên là anh em cũng tranh thủ giúp cho mình. Còn những anh em mà không may mắn anh em mua hụt thì anh em vui lòng đợi đợt sau. Đợt trước mình sale thì có rất nhiều anh em ta mua hụt anh em chửi tùm lum hết, thì anh em chậm chân thì anh em phải chịu, cái đấy bên mình không có chịu trách nhiệm cho anh em được, đúng không ạ? Có những anh em nào mua được nhận được hàng thì rất là vui, thì cái đó là lộc của anh em thôi. Cái này lì xì đầu năm cho anh em, cũng như là nhiều anh em đã yêu cầu đạt lên cái combo sale gì cho đó cho anh em, thì mình tiếp tục lên cái combo 3 món giá 300 nữa, giảm còn 100 nữa cho anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua nha. Số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Shop Vô Cùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì Đạt giới thiệu cho anh em một cái combo. Tại vì sao? Tại vì đầu năm giờ thì rất nhiều anh em hỏi Đạt về combo, sao không sell off đi, sao không lên combo cho anh em. Anh em muốn mua hàng combo thì ok, anh em muốn thì đặt chiều anh em luôn. Hôm nay lên một combo gọi là huyền thoại luôn. Ai không mua cái combo này thì thực sự là phí cả thanh xuân anh em ơi. Chơi xe mà không mua combo này về gắn xe nhà thì thực sự là rất hối tiếc. Bộ combo này gồm có 3 sản phẩm thì có 6 món, có 5 món ha. Đây, có 5 món cho anh em nha. 5 món mà anh em biết đâu. 5 món này thì nó là hàng Thái hết nha, nó cũng không phải là rẻ đâu. Hàng Thái hết. Giá thì cũng cao đó anh em. Giá cũng cao đó, không có rẻ nha. Rồi, đầu tiên mình giới thiệu cho anh em cái về chắn bùn nè. Về chắn bùn là đang bán là 100, về chắn bùn của Thái, made in Thái Lan. Anh em coi kỹ cho Đạt nha. Mình sẽ quay từ từ cho anh em để anh em coi. Thì cái về chắn bùn này là nó gắn ở phía sau đó anh em, ngay chỗ cái đèn hậu xuống dưới cái đuôi là nó có cái về chắn bùn này để bùn nó đỡ bắn lên cái người lái xe đó anh em, bắn lên lưng á ha. Rồi, tiếp theo đây là một cái cặp cao su của cái để chân trước. Anh em mà để chân trước thì nó phải để lên chân lên cái cặp cao su này nha. Đó, thì cái này thì nhiều xe hư lắm, gần như xe nào cũng bị mòn, cũng bị hư hết anh em ơi. Ngã xe nó còn bị rách nó lủng luôn. Rồi, và cuối cùng là một cái cặp bao tay ha. Hay gọi là cái phần tay lái anh em. Đó, cao su tay lái ha, gọi là bao tay. Thì cái này thì cũng nhiều anh em hư, tại vì anh em hay bị cái tình trạng là chúng ta chạy xe xong rồi vặn nhiều anh em thì nó mòn hết, với lại nó bị chai cứng ngắc à. Chạy rất là đau tay, nó rung đau tay lắm. Đó, thì bây giờ mình báo giá cho anh em ha. Cái vè chắn bùn này đang bán là 100.000. Cái cặp bao tay cao su các chân này đang bán là 100.000. Và cái cặp bao tay này đã bán là 150.000. Anh em lưu ý giúp mình là cái bao tay này nó sẽ không có cái ống ga ở phía trong nha. Đó, anh em về cái ống ga cũ anh giữ lại, em chỉ cần rút cái cao su ra thôi, tại ống ga nó không có hư đâu. Ok, thì tổng 3 sản phẩm này đó là 350.000, 350.000 nha anh em nha. Thì bây giờ mình sell off cho anh em chỉ còn lại 150.000 thôi. Ok, giờ 3 món sell off chỉ còn lại 150.000 thôi, giảm hơn 50% cho anh em luôn. Đó, nếu mà 300 giảm 50% là còn 150.000 đúng không? Cái này 350.000 giảm 60-65% luôn. 350.000 còn có 150.000 thôi. Thì đây mình sẽ khu ra cho anh em coi. Đó, này là hàng sẵn ở tiệm nha anh em nha. Anh em có thể tới trực tiếp mua cũng được, hoặc là anh em mua online cũng đều được hết nha. Cái này ship code tận nhà cho anh em luôn. Đó, thì giá 350.000 là chưa có tiền ship nha anh em nha. Tiền ship nó đâu đó khoảng 20-25-30 nữa. Đây, bao tay nha anh em nha. Cái này là mình quay trực tiếp cho anh em, không cắt ghép nha anh em nha. Đó, nên là anh em cứ yên tâm, anh em coi là như thế nào là nhận hàng như y như vậy nha. Đó, nên là anh em không phải lo bị lừa hay là mua không đúng hàng. Với lại anh em mua hàng bên Đạt thì anh em biết rồi, mình là người thật việc thật, hàng hóa lúc nào cũng có sẵn ở cửa hàng hết nha, nên là không phải lo. Đây, cao su gắt trần nha anh em nha. Đó, quay kỹ luôn cho anh em coi để anh em yên tâm, không phải lo về cái vấn đề chất lượng nhá. Đây, anh em ha. Đó, đấy anh em thấy chưa, cái bộ combo như thế này của nó hết luôn mà có 150.000 thôi, phải gọi là quá rẻ. 1 2 3 4 5, 5 món mà có 150.000 là tính ra 5 3 15, anh em 30.000 một món thôi, quá rẻ rồi. Cái này thì không thể nào mà rẻ hơn được. Tất cả đều là hàng made in Thái Lan hết nha anh em nha. Zin của Honda Thái Lan hết, cho nên anh em cứ yên tâm. Đây, về chắn bùn là có đát ở sau cho anh em luôn này. Đấy, em cứ yên tâm nha. Đó, có đát cho anh em luôn. Cao su thì đây, cao su các chân ở phía dưới nó sẽ có chữ made in Thái Lan luôn. Ok chưa? Đó, cao su này rất là bóng, rất là mềm nha. Em sờ vô rất là sướng ha. Em
em phía dưới nó có chữ Made in Thái Lan này, anh em thấy chưa? Nên là anh em không phải lo đâu, phải lo về chất lượng của nó đâu ha. Đó thì với cái mức giá chỉ có là 150 cho cái bộ combo 3 món này thì phải gọi là quá rẻ rồi. Cho nên là những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em tranh thủ giúp cho Đạt luôn, vì số lượng mình sale chỉ từ ngày hôm nay tới ngày mai là hết nha. Cho nên là anh em tranh thủ giúp cho Đạt. Đó thì anh em lưu ý 350 còn 150 duy nhất trong cái video này nha anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã theo dõi ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt cái này là combo sale off bên mình, cho nên là thời hạn nó chỉ nó có thời hạn nó ngắn thôi, chứ không có sale dài lâu cho anh em được. Thứ hai là số lượng nó cũng ít, cho nên là anh em cũng tranh thủ giúp cho mình. Còn những anh em mà không may mắn anh em mua hụt thì anh em vui lòng đợi đợt sau. Đợt trước mình sale thì có rất nhiều anh em ta mua hụt, anh em chửi tùm lum hết, thì anh em chậm chân thì anh em phải chịu. Cái đấy bên mình không có chịu trách nhiệm cho anh em được, đúng không ạ? Có những anh em nào mua được, nhận được hàng thì rất là vui, thì cái đó là lộc của anh em thôi. Cái này lì xì đầu năm cho anh em, cũng như là nhiều anh em đã yêu cầu Đạt lên cái combo sale gì cho đó cho anh em, thì tiếp tục lên cái combo 3 món giá 350 giảm còn 150 cho anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua nha. Số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Shop Vườn Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì Đạt giới thiệu cho anh em một cái combo. Tại vì sao? Tại vì đầu năm giờ thì rất nhiều anh em hỏi Đạt về combo, sao không sell off đi, sao không lên combo cho anh em. Anh em muốn mua hàng combo thì ok, anh em muốn thì đặt chiều anh em luôn ha. Hôm nay lên một combo gọi là huyền thoại luôn. Ai không mua cái combo này thì thực sự là phí cả thanh xuân anh em ơi. Chơi xe mà không mua combo này về gắn xe nhà thì thực sự là rất hối tiếc. Bộ combo này gồm có 3 sản phẩm thì có 6 món, có 5 món ha. Đây, có 5 món cho anh em nha. 5 món mà anh em biết đâu. 5 món này thì nó là hàng Thái hết nha, nó cũng không phải là rẻ đâu. Hàng Thái hết. Giá thì cũng cao đó anh em. Giá cũng cao đó, không có rẻ nha. Rồi, đầu tiên mình giới thiệu cho anh em cái vè chắn bùn nè. Vè chắn bùn này đang bán là 100, vè chắn bùn của Thái, Made in Thái Lan. Anh em coi kỹ cho Đạt nha. Mình sẽ quay từ từ cho anh em để anh em coi. Thì cái vè chắn bùn này là nó gắn ở phía sau đó anh em, ngay chỗ cái đèn hậu xuống dưới cái đuôi là nó có cái vè chắn bùn này để bùn nó đỡ bắn lên cái người lái xe đó anh em, bắn lên lưng á ha. Rồi, tiếp theo đây là một cái cặp cao su của cái để chân trước. Anh em mà để chân trước thì anh em phải để lên chân lên cái cặp cao su này nha. Đó, thì cái này thì nhiều xe hư lắm, gần như xe nào cũng bị mòn, cũng bị hư hết anh em ơi. Ngã xe nó còn bị rách nó lủng luôn. Rồi, và cuối cùng là một cái cặp bao tay ha, hay gọi là cái phần tay lái anh em. Đó, cao su tay lái ha, gọi là bao tay. Thì cái này thì cũng nhiều anh em hư, tại vì anh em hay bị cái tình trạng là chúng ta chạy xe xong rồi vặn nhiều anh em thì nó mòn hết, với lại nó bị chai cứng ngắc à, chạy rất là đau tay, nó rung đau tay lắm. Đó, thì bây giờ mình báo giá cho anh em ha. Cái vè chắn bùn này đang bán là 100.000. Cái cặp bao tay cao su các chân này đang bán là 100.000. Và cái cặp bao tay này đã bán là 150. Anh em lưu ý giúp mình là cái bao tay này nó sẽ không có cái ống ga ở phía trong nha. Đó, anh em về cái ống ga cũ anh giữ lại, em chỉ cần rút cái cao su ra thôi, tại ống ga nó không có hư đâu. Ok, thì tổng 3 sản phẩm này đó là 350, 350 nha anh em nha. Thì bây giờ mình sell off cho anh em chỉ còn lại 150 thôi. Ok giờ 3 món sell off chỉ còn lại 150 thôi, giảm hơn 50% cho anh em luôn. Đó, nếu mà 300 giảm 50% là còn 150 đúng không? Cái này 350 giảm 60-65% luôn. 350 còn có 150 thôi. Thì đây mình sẽ khui ra cho anh em coi. Đó, này là hàng sẵn ở tiệm nha anh em nha. Anh em có thể tới trực tiếp mua cũng được, hoặc là anh em mua online cũng đều được hết nha. Cái này ship code tận nhà cho anh em luôn. Đó, thì giá 150 là chưa có tiền ship nha anh em nha. Tiền ship nó đâu đó khoảng 20-25-30 nữa. Ha. Đây. Bao tay nha anh em nha. Cái này là mình quay trực tiếp cho anh em, không cắt ghép nha anh em nha. Đó, nên là anh em cứ yên tâm, anh em coi là như thế nào là nhận hàng như y như vậy nha. Đó, nên là anh em không phải lo bị lừa hay là mua không đúng hàng. Với lại anh em mua hàng bên Đạt thì anh em biết rồi, mình là người thật việc thật, hàng hóa lúc nào cũng có sẵn ở cửa hàng hết nha, nên là không phải lo. Đây, đây. Cao su gắt chân nha anh em nha. Đó, quay kỹ luôn cho anh em coi để anh em yên tâm, không phải lo về cái vấn đề chất lượng nhá. Đây,
ha. Đó. Đấy anh em thấy chưa? Cái bộ combo như thế này của nó. Hết luôn mà có 150 thôi, phải gọi là quá rẻ. 1 2 3 4 5, 5 món mà có 150 à, tính ra 5 3 15 anh em, 30.000 một món thôi, quá rẻ rồi. Cái này thì không thể nào mà rẻ hơn được, tất cả đều là hàng made in Thái Lan hết nha anh em nha. Zin của Honda Thái Lan hết cho nên anh em cứ yên tâm. Đây, về chắn bùn là có đát ở sau cho anh em luôn này. Đấy, em cứ yên tâm nha. Đó, có đát cho anh em luôn. Cao su thì đây, cao su các chân ở phía dưới nó sẽ có chữ made in Thái Lan luôn. Ok chưa? Gói cao su này rất là bóng, rất là mềm nha. Em sờ vô rất là sướng ha. Em phía dưới nó có chữ made in Thái Lan này. Anh em thấy chưa? Nên là anh em không phải lo đâu, phải lo về chất lượng của nó đâu ha. Đó, thì với cái mức giá chỉ có là 150 cho cái bộ combo 3 món này thì phải gọi là quá rẻ rồi. Cho nên là những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em tranh thủ giúp cho Đạt luôn. Vì số lượng mình sale chỉ từ ngày hôm nay tới ngày mai là hết nha. Cho nên là anh em tranh thủ giúp cho Đạt. Đó, thì anh em lưu ý 350 còn 150 duy nhất trong cái video này nha anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã theo dõi ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt cái này là combo sale off bên mình, cho nên là thời hạn nó chỉ nó có thời hạn nó ngắn thôi chứ không có sale dài lâu cho anh em được. Thứ hai là số lượng nó cũng ít, cho nên là anh em cũng tranh thủ giúp cho mình. Còn những anh em mà không may mắn anh em mua hụt thì anh em vui lòng đợi đợt sau. Đợt trước mình sale thì có rất nhiều anh em ta mua hụt, anh em chửi tùm lum hết, thì anh em chậm chân thì anh em phải chịu. Cái đấy bên mình không có chịu trách nhiệm cho anh em được, đúng không ạ? Còn những anh em nào mua được, nhận được hàng thì rất là vui. Thì cái đó là lộc của anh em thôi. Cái này lì xì đầu năm cho anh em, cũng như là nhiều anh em đã yêu cầu Đạt lên cái combo sale gì cho đó cho anh em. Thì mình tiếp tục lên cái combo 3 món giá 350 giảm còn 150 cho anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua nha. Số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Shop Vườn Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì Đạt giới thiệu cho anh em một cái combo. Tại vì sao? Tại vì đầu năm giờ thì rất nhiều anh em hỏi Đạt về combo, sao không sell off đi, sao không lên combo cho anh em. Anh em muốn mua hàng combo thì ok, anh em muốn thì đặt chiều anh em luôn ha. Hôm nay lên một combo gọi là huyền thoại luôn. Ai không mua cái combo này thì thực sự là phí cả thanh xuân anh em ơi. Chơi xe mà không mua combo này về gắn xe nhà thì thực sự là rất thối tiếc. Bộ combo này gồm có 3 sản phẩm thì có 6 món, có 5 món ha. Đây, có 5 món cho anh em nha. 5 món mà anh em biết đâu. 5 món này thì nó là hàng Thái hết nha, nó cũng không phải là rẻ đâu. Hàng Thái hết. Giá thì cũng cao đó anh em. Giá cũng cao đó, không có rẻ nha. Rồi, đầu tiên mình giới thiệu cho anh em cái về chắn bùn nè. Về chắn bùn này đang bán là 100, về chắn bùn của Thái, made in Thái Lan. Anh em coi kỹ cho Đạt nha. Mình sẽ quay từ từ cho anh em để anh em coi. Thì cái về chắn bùn này là nó gắn ở phía sau đó anh em, ngay chỗ cái đèn hậu xuống dưới cái đuôi là nó có cái về chắn bùn này để bùn nó đỡ bắn lên cái người lái xe đó anh em, bắn lên lưng á ha. Rồi, tiếp theo đây là một cái cặp cao su của cái để chân trước. Anh em mà để chân trước thì nó phải để lên chân lên cái cặp cao su này nha. Đó, thì cái này thì nhiều xe hư lắm, gần như xe nào cũng bị mòn, cũng bị hư hết anh em ơi. Ngã xe nó còn bị rách nó lủng luôn. Rồi, và cuối cùng là một cái cặp bao tay ha. Hay gọi là cái phần tay lái anh em. Đó, cao su tay lái ha, gọi là bao tay. Thì cái này thì cũng nhiều anh em hư, tại vì anh em hay bị cái tình trạng là chúng ta chạy xe xong rồi vặn nhiều anh em thì nó mòn hết, với lại nó bị chai cứng ngắc à, chạy rất là đau tay, nó rung đau tay lắm. Đó. Thì bây giờ mình báo giá cho anh em ha. Cái về chắn bùn này đang bán là 100.000. Cái cặp bao tay cao su các chân này đang bán là 100.000 và cái cặp bao tay này đã bán là 150. Anh em lưu ý giúp mình là cái bao tay này nó sẽ không có cái ống ga ở phía trong nha. Đó, anh em về cái ống ga cũ anh giữ lại, em chỉ cần rút cái cao su ra thôi, tại ống ga nó không có hư đâu. Ok, thì tổng 3 sản phẩm này đó là 350, 350 nha anh em nha. Thì bây giờ mình sell off cho anh em chỉ còn lại 150 thôi. Ok dạ, 3 món sell off chỉ còn lại 150 thôi, giảm hơn 50% cho anh em luôn. Đó, nếu mà 300 giảm 50% là còn 150 đúng không? Cái này 350 giảm 60-65% luôn. 350 còn có 150 thôi. Thì đây mình sẽ khu ra cho anh em coi. Đó, này là hàng sẵn ở tiệm nha anh em nha. Anh em có thể tới trực tiếp mua cũng được, hoặc là anh em mua online cũng đều được hết nha. Cái này ship code tận nhà cho anh em luôn. Đó, thì giá 350 là chưa có tiền ship nha anh em nha. Tiền ship nó đâu đó khoảng 20-25-30 nữa ha. Đây, vào tay nha anh em nha. Cái này là mình quay trực tiếp cho anh em.
không cắt ghép nha anh em nha. Đó, nên là anh em cứ yên tâm, anh em coi là như thế nào là nhận hàng như y như vậy nha. Đó, nên là anh em không phải lo bị lừa hay là mua không đúng hàng. Với lại anh em mua hàng bên Đạt thì anh em biết rồi, mình là người thật việc thật, hàng hóa lúc nào cũng có sẵn ở cửa hàng hết nha, nên là không phải lo. Đây, cao su gác trần nha anh em nha. Đó, quay kỹ luôn cho anh em coi để anh em yên tâm, không phải lo về cái vấn đề chất lượng nhá. Đây, em ha. Đó, đấy anh em thấy chưa, cái bộ combo như thế này của nó hết luôn mà có 150 thôi, phải gọi là quá rẻ. 1 2 3 4 5 món mà có 150 à, tính ra 5 3 15 anh em, 30.000 một món thôi, quá rẻ rồi. Cái này thì không thể nào mà rẻ hơn được, tất cả đều là hàng made in Thái Lan hết nha anh em nha, zin của Honda Thái Lan hết, cho nên anh em cứ yên tâm. Đây, về chắn bùn là có đát ở sau cho anh em luôn này. Đấy, em cứ yên tâm nha. Đó, có đát cho anh em luôn. Cao su thì đây, cao su các chân ở phía dưới nó sẽ có chữ made in Thái Lan luôn. Ok chưa? Đó, cao su này rất là bóng, rất là mềm nha. Em sờ vô rất là sướng ha. Em phía dưới nó có chữ made in Thái Lan này. Đấy, anh em thấy chưa? Nên là anh em không phải lo đâu, phải lo về chất lượng của nó đâu ha. Đó, thì với cái mức giá chỉ có là 150 cho cái bộ combo 3 món này thì phải gọi là quá rẻ rồi. Cho nên là những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em tranh thủ giúp cho Đạt luôn. Vì số lượng mình sale chỉ từ ngày hôm nay tới ngày mai là hết nha. Cho nên là anh em tranh thủ giúp cho Đạt. Đó, thì anh em lưu ý 350 còn 150 duy nhất trong cái video này nha anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã theo dõi ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt cái này là combo sale off bên mình, cho nên là thời hạn nó chỉ nó có thời hạn nó ngắn thôi, chứ không có sale dài lâu cho anh em được. Thứ hai là số lượng nó cũng ít, cho nên là anh em cũng tranh thủ giúp cho mình. Còn những anh em mà không may mắn anh em mua hụt thì anh em vui lòng đợi đợt sau. Đợt trước mình sale thì có rất nhiều anh em ta mua hụt, anh em chửi tùm lum hết, thì anh em chậm chân thì anh em phải chịu. Cái đấy bên mình không có chịu trách nhiệm cho anh em được, đúng không ạ? Còn những anh em nào mua được, nhận được hàng thì rất là vui, thì cái đó là lộc của anh em thôi. Cái này lì xì đầu năm cho anh em, cũng như là nhiều anh em đã yêu cầu Đạt lên cái combo sale gì cho đó cho anh em, thì tiếp tục lên cái combo 3 món giá 350 giảm còn 150 cho anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ shop Trần Đạt trong suốt thời gian qua nha. Số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.